Xin chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh bonsai và ẩm thực lục tỉnh miền Tây của Khánh Nguyễn. Thì tiếp tục những một số cây ở chỗ nhà anh Liền, em cũng quay cho mọi người xem. Đây là cây cây me, me trong cái chậu tròn này, dáng bán đổ hồi đầu lên đây. Đây nó có cái củ vậy đây. Này còn phải hoàn chỉnh thêm nhiều. Tai thì nó ra cũng khá là đầy à. Về bẻ theo ý thích là được nè. Đó. Cái me. Đây là cái me nữa. Men này thì nó có thân quái hơn cái cây đó. Này thì cái cò nó đẻ qua đây. Hai chậu đất nung này cũng tương đương. Đây. Cây này thì nó bự hơn, lớn hơn cây đó chút. Rồi cô chú anh chị có thích cây nào thì cứ liên hệ với anh Liền ha. Có để số điện thoại trên màn hình nè. Anh chị chia sẻ thôi chứ không có báo giá, tại vì hôm nay anh không có nhà. Đây. Này cái cốt nó cũng bự lắm nè. Nó ra sùm hết trơn ở dưới đất nè. Này chưa có vô dây. Một cốt trang đỏ lá nhỏ, một cốt thẳng luôn, một cốt lên thẳng luôn. Này chơi dáng trực, này thì bông nó sung lắm đó. Cái này ra nhánh đây là ra bông. Thì mấy cái này, mấy chậu này anh cũng đều giao lưu hết trơn nha. Cô chú anh chị nào thích thì trực tiếp liên hệ với anh. Đây trang đỏ lá nhỏ, gốc này nguyên cái bộ đế này cũng khá lớn. Đế này đây. Này vô dây được rồi nè. Này nó cao khoảng 50, hơn 50, 60, tính luôn cái chót ở trên này là hơn 60. Và 60 thằng ngang nó chỉ khoảng 50 thôi. Này bắt đầu vô dây được rồi. Đây. Đây là một cây đỏ. Này hình như nó bị đột biến phân hay gì đó, dư phân, lá chuyển vàng luôn. Một cụm lên hai thân. Thông số chi tiết thì có thể gọi cho anh để biết rõ hơn. Không thể nào em, tại vì nhiều cây không thể nào đo được hết. Đây, cây này cũng khá lớn. Cốt này. Đó, còn dư tay. Trực bay. Này cũng ấm tàn rồi, mới lần trước anh đem về cách đây khoảng mấy tháng, 3 tháng. Bây giờ nó ra vậy nè. Có bông luôn. Cây này trực bay, cây này ra thành phẩm, cây này rất là đẹp cô chú ơi. Đây. Để đi vòng cây này. Đây cây này nhìn
nhìn phía bên đây đây, nó vậy nè. Tại vì cây để khá là bích cho nên là cũng không có đi bao quát được hết nhiều. Đó, cây này nó dính với cây khác, cố gắng bao quát rồi. Rồi, cây này cây nào mà đẹp đẹp thì em quay rõ hơn. Cây này ấm tàn, cây này khoảng đây tới Tết là ok rồi, nuôi kỹ chăm kỹ là ok. Bên đây cây nữa nè, cây này cũng độc lắm mà, nguyên một cái cụm luôn. Cây này cũng cùng lượt với cây bên đây. Rồi, nó bền cục dính nhau vậy đây. Này anh cũng mới bẻ dây nước đầu. Này ba nhánh tam đa. Tam tài. Rồi, đây cũng là một cây. Cái đế này dữ lắm, cái đế này nó bệnh một cục ở đây. Đây. Đó, đế nó đó. Chàng của đế ghê chưa? Đây, bông mà sung lắm, bông mà ôm ấy to to vậy nè. Để đèn để đều chứ ha, đều bốn mặt hết. Bên trong nó kẹt cái cây mai rồi không có đi được, nhưng mà để đều hết. Đó, ba cây liền nhau. Đây cũng là cây đỏ, cây này hai màu, cây này ghép hai màu. Củ nó đây, cây này thì củ cũng tương đối thôi. Này chi tay thì nói chung nó cũng ấm hết trơn. Đang cho bông. Đây vàng này. Đây mấy cái đọt vàng nè. Vàng đỏ, đó vàng. Bông rất là sung. Cái mặt đế bên đây thì nè, đây tiếp theo là cây này cái bị lũa nè, lũa em biết cây này lâu lắm rồi nhưng mà nó vẫn xanh um. Chỉ còn sống một mạch thôi. Đây, nhìn từ bên đây nè, nó lỗ gần hết luôn. Nhưng mà nó vẫn khỏe. Ra bông suốt luôn. Đó. Lỗ gần như toàn bộ luôn. Chỉ sống cái mạch bên đây nè. Đó, chỉ sống. Đó, chỉ sống mạch bên đây thôi đó. Mà nó lên bông vậy nè. Lên cây vậy nè.
Đây, kế bên là một góc trực. Cái này cũng khá lớn rồi cô chú ơi. Chắc khoảng 10-20. Nguyên cái đế này, củ đế này khoảng 40 ha. Hai tay, một tay mới chỉ đó nhiêu đây thôi. Đang ra cũng sung cái chữ. Đi. Đó, để cũng khá đều. Đỏ. Cái đây là một cái phôi. Phôi này thì ồ, nó lên quá trời luôn, sùm hết trơn luôn. Cốt này cũng bự lắm. Cốt này cũng khá lớn tại mấy cái này nó che lại hết trơn. Nó vậy nè. Chắc khoảng mười mấy quả. Thì anh cũng có cây lớn cây nhỏ đủ đủ loại chứ. Cô chú anh chị nào có thích thì đây mấy cây nhỏ nè. Bonsai nhỏ nè. Đỏ. Đây cây vàng. Ngày tầm quanh khoảng chắc 13, 12, 13. Ở bên đó cây đỏ. Đây, tổng sơ lược cái vườn như vậy đây. Cũng khá là nhiều cây. Cô chú anh chị nào có yêu thích cây nào thì liên hệ trực tiếp ảnh. Anh sẽ gửi hình chi tiết hơn. Để em quay sơ một vòng số cây mai của ảnh cho cô chú anh chị xem. Mai đế khá lắm, đế đẹp. Mai bonsai. Đây. Mai này chưa vô dây. Ở đây có gốc Mỹ Hồng. Mỹ Hồng cốt này cũng bự nè, hai mấy hoành. Mỹ Hồng mới làm lại. Chậu này chậu xưa luôn nè. Đây, mai xù. Xù. Cú lết này à, tứ quý ghép đó, xa xa nó vậy nè, tứ quý ghép này đế sổ nôm đều bốn mặt luôn. Này cũng khá quái nè, đế cũng quái nè. Đế quái, thần quái lên tới đây nó có cái co vậy nè, lắc ẹo vậy nè, ẹo qua bên xong nó hồi lại. Đó. Như là ảnh ghép. Cái này thì ảnh nó ghép xong rồi nè. Giờ vô dây. Bên đây em này tuy nhỏ nhưng mà có vỏ nè. Đó, quái chưa? Quái vậy nè.
Này thì xù. Cốt này xù. Một số góc ảnh này cũng mới làm lại. Này ô cái dách. Một kèn. Nằm cái mình đó. Đây, này nữa nè. Đây cũng quá nên đang ghép. Mấy cái này chơi bonsai là hết sảy luôn. Này anh đang ghép dính mấy mục rồi. Cái này thì chưa, cái này mới vô. Cái này cũng chưa luôn. Cái này cũng mới ra lại. Cái này quái lắm luôn. Mặt này quái lắm. Nó nằm vậy nè. Góc này tứ quý. Ghép dít hai một. Rồi một số do cái thời lượng nó dài quá cho nên em xin phép gặp lại cô chú anh chị vào những cái clip sau. Nhớ nhấn đăng ký và chia sẻ để ủng hộ em. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.